Vâng, xin chào tất cả các quý đồng nghiệp, các quý vị đang theo dõi chương trình. Tôi là bác sĩ thạc sĩ Vũ Hà Thanh, hiện đang công tác tại khoa nội 2 bệnh viện ca. Hiện tại thì tôi ngày hôm nay tôi sẽ có một cái bài trình bày nho nhỏ về một cái góc độ nhỏ, đó là của ung thư phổi không của ung thư phổi tế bào nhỏ, đó là vai trò của việc điều trị miễn dịch đối với ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn. Thì hiện tại cái kỷ nguyên hiện tại chúng ta đang gọi trong cái điều trị ung thư nội khoa ung thư thì chúng tôi đang gọi là kỷ nguyên của miễn dịch, bởi vì với các cái sự thành công của các liệu pháp miễn dịch trong rất là nhiều bệnh, trong đặc biệt là trong bệnh ung thư phổi, thì hiện nay thì miễn dịch đang tiếp tục trở nên là một cái vũ khí rất là quan trọng cho bác sĩ trong thực hành lâm sàng. Nội dung bài trình bày của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có hai phần. Thứ nhất là mục tiêu điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn. Thứ hai là miễn dịch phối hợp với hóa trị trong điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn. Thì trong bài trình bày của tiến sĩ bác sĩ Tùng thì đã cho chúng ta một cái bức tranh rất là đầy đủ và toàn cảnh về chẩn đoán cũng như là về các cái phương pháp điều trị, đặc biệt là xạ trị trong ung thư phổi tế bào nhỏ. Thì tôi cũng xin lướt qua nhanh, nhắc lại một chút các cái đặc điểm của ung thư phổi tế bào nhỏ. Xin lỗi các quý vị đại biểu là cái slide nó hơi bị lỗi, thì các quý vị hết sức thông cảm. Đặc điểm ung thư phổi tế bào nhỏ ạ, nó chiếm khoảng 10 đến 15% ung thư phổi, rất ít gặp ở phụ nữ và thường là liên quan chặt chẽ tới hút thuốc lá. Nó phát triển rất là nhanh, di căn sớm sang các cơ quan lân cận. Vị trí di căn hay gặp là não và gan. Bệnh sẽ kháng thuốc rất là nhanh và sớm và ít các phác đồ và liệu pháp mới. Đây cũng là những cái thách thức của bác sĩ lâm sàng trong cái việc điều trị và kiểm soát cái nhóm bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ, và chúng tôi hay gọi với nhau đây là một nhóm rất là khó nhằn trong cái việc điều trị. Chúng ta trên lâm sàng chúng tôi thường dựa vào các cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán giai đoạn, chủ yếu nhất vẫn là theo AGC8. Tuy nhiên là một cái cách phân loại rất là nhanh mà trong bài của tiến sĩ Tùng cũng đã nói đến, chúng tôi thường là phân loại bệnh nhân theo cái Veteran, thì chúng tôi sẽ phân ra được rất là nhanh là giai đoạn khu trú hay là giai đoạn lan tràn, để chúng ta có một lập một cái phương án điều trị nhanh chóng và chính xác cho bệnh nhân. Thế thì đối với cái việc mà phân định giữa ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú hay lan tràn thì chủ yếu vẫn là dựa trên là trường chiếu của xạ. Và khi mà kỹ thuật xạ nó thay đổi thì cái phân loại này tôi nghĩ là càng ngày nó sẽ được cập nhật và thay đổi theo. Bởi vì kỹ thuật xạ ngày xưa thì cái trường chiếu xạ nó sẽ khác, giống như là tiến sĩ Tùng đã chia sẻ. Và hiện nay thì với các cái kỹ thuật xạ ngày càng tiên tiến thì cái trường chiếu xạ đã có vẻ như thay đổi. Và chính vì vậy mà khi mà chúng ta phân giai đoạn khu trú và giai đoạn lan tràn theo trường chiếu xạ thì cái việc điều trị bệnh nhân nó sẽ theo những cái plan khác hẳn. Tuy nhiên là tiên lượng của bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ thì thực sự rất là xấu nếu mà chúng ta so với các bệnh ung thư khác và ngay cả so với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Với cái tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ, nó chỉ rơi vào khoảng 6%, tức là tại thời điểm 5 năm thì chúng ta thấy là 100 bệnh nhân thì chỉ còn có 6 bệnh nhân là có thể là còn sống tại thời điểm đó. Như vậy đây là một cái bệnh lý ung thư rất là nặng và rất là xấu. Đó cũng là những cái thách thức cho các nhà khoa học là làm thế nào để cải thiện được cái việc hiệu quả điều trị cho nhóm bệnh nhân này. Vì vậy các nghiên cứu người ta vẫn đang cố gắng tiến hành bất kể một cái thuốc gì mới thành công ở những cái bệnh ung thư khác hay là bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ, thì các nhà khoa học đều cố gắng là thử áp dụng trên đối tượng là bệnh nhân là ung thư phổi tế bào nhỏ để xem nó có giúp ích và cải thiện được gì trong cái việc điều trị và tiên lượng sống cho bệnh nhân hay không. Thì chúng ta cũng biết rằng là đối với cái giai đoạn lan tràn thì điều trị triệt căn bằng phẫu thuật hay là xạ trị đã không còn có thể phù hợp. Vì vậy thì hóa trị lúc này trở thành một cái phương pháp xương sống trong điều trị ung thư phổi giai đoạn lan tràn. Thế thì cái hóa chất làm nền tảng xương sống của điều trị này vẫn là bộ đôi hóa trị platinum. Bộ đôi hóa trị ở đây chúng tôi muốn nói đến là carboplatin kết hợp với etoposide hoặc là cisplatin kết hợp với etoposide. Vậy thì phác đồ nào là tiêu chuẩn? Thì chúng tôi cũng đã đưa ra đây một cái nghiên cứu phân tích gộp, người ta so sánh giữa cái phác đồ cisplatin kết hợp với cả hóa trị etoposide hoặc là carboplatin so với etoposide, thì chúng tôi thì kết luận của nghiên cứu người ta thấy rằng là hai cái phác đồ này, hai cái đường cong các quý đồng nghiệp có thể thấy xanh và vàng gần như nó trùng khớp nhau, tức là cái hiệu quả về sống thêm là không khác biệt, PFS hay OS thì đều
giống nhau giữa cisplatin và carboplatin. Điều khác biệt ở đây đó là về độc tính. Những cái nhóm bệnh nhân mà điều trị với carboplatin thì có vẻ là ít các độc tính hơn, ngoại trừ độc tính liên quan đến huyết học là cao hơn so với nhóm điều trị cisplatin. Còn lại tất cả các độc tính khác như liên quan đến nôn, liên quan đến độc tính thần kinh ngoại biên hay là liên quan đến mệt mỏi hay suy thận thì ở nhóm cisplatin đều cao hơn carboplatin. Nhìn chung đánh giá chất lượng sống ở những bệnh nhân điều trị cisplatin thì thấp hơn so với carboplatin. Do đó cái phác đồ mà người ta khuyến cáo nên điều trị ở cái giai đoạn lan tràn là carboplatin kết hợp với etoposide, được gọi là điều trị tiêu chuẩn. Tuy nhiên điều này cũng có thể thay đổi dựa trên cái tính sẵn có hay là dựa trên những cái quan điểm điều trị của các cái vùng khác nhau. Ví dụ như ở châu Âu hay châu Mỹ người ta cũng có những cái quan điểm khác nhau, hoặc là tính sẵn có của bệnh nhân, hoặc là cái quan điểm của từng thầy thuốc thì cũng có thể là thay đổi. Vì hai phác đồ này về mặt hiệu quả điều trị PFS và OS giống nhau, cho nên là có những bệnh nhân, có những nơi người ta vẫn ưu tiên sử dụng là cisplatin thì hoàn toàn là không có gì sai cả. Về việc đây là cái bảng này là một cái bức tranh tổng thể về cái hành trình lịch sử chúng ta tìm ra giải pháp tối ưu cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ. Nhìn vào đây thì các quý đồng nghiệp có thể thấy là không phải các nhà khoa học bỏ quên cái nhóm bệnh nhân này ấy, mà là rất nhiều các nghiên cứu đã được tiến hành với một loạt thuốc. Các quý đồng nghiệp có thể thấy bao nhiêu là thuốc mới thì đều được nghiên cứu. Thì tuy nhiên là phía dưới đường cong đấy là những nghiên cứu thất bại. Dưới đường kẻ, dưới line thì là những cái nghiên cứu mà âm tính, tức là không đạt được hiệu quả. Thế còn trên line thì chúng ta là những cái nghiên cứu mà có positive, tức là có hiệu quả trên nhóm bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ. Vì vậy FDA chấp thuận cho cái khuyến cáo điều trị có hai cái phác đồ, đó là etoposide kết hợp với platinum hoặc là irinotecan kết hợp với platinum. Hiện nay vẫn là những cái phác đồ tiêu chuẩn trong điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn. Tuy nhiên là bức tranh này đã có sự thay đổi. Thay đổi kể từ khi mà miễn dịch ra đời và thay đổi khi mà người ta bắt đầu đưa miễn dịch vào để nghiên cứu trong cái nhóm bệnh nhân có tiên lượng xấu là ung thư phổi tế bào nhỏ này. Đầu tiên tôi muốn nói đến đó là nghiên cứu IMPOWER 133. Đây là một nghiên cứu thực hiện bước 1 trên bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn, và người ta chia làm hai nhánh bệnh nhân. Bệnh nhân mà điều trị với hóa chất nền tảng đó là etoposide cộng với carboplatin mà tôi vừa trình bày trước đó. Nhánh thứ hai là việc người ta kết hợp cái bộ đôi này với một thuốc miễn dịch, đó là atezolizumab. Thế thì kết quả thì sau khi mà kết hợp xong thì một nhánh là chúng ta sẽ không điều trị gì, bệnh nhân sẽ được theo dõi, và một nhánh là sẽ duy trì tiếp atezolizumab, và người ta tiêu chí đánh giá là gì? Là sống còn toàn bộ, là PFS, tức là thời gian sống thêm không bệnh tiến triển. Tiêu chí phụ là các cái tỷ lệ đáp ứng, tác dụng phụ, tức là hồ sơ an toàn của bệnh nhân. Vậy thì kết quả của nghiên cứu này như thế nào? Nghiên cứu này chỉ ra rằng là thực sự miễn dịch atezolizumab kết hợp với hóa trị nền tảng platinum đã cải thiện được cái thời gian sống còn toàn bộ của bệnh nhân. Một bên là 12.3 tháng và một bên là 10.3 tháng, và cái khác biệt này theo thống kê là có ý nghĩa vì P nó rất là nhỏ, dưới 0.05. Và như vậy là khác biệt này thực sự có ý nghĩa. Mặc dù quý đồng nghiệp có thể thấy là chúng ta chỉ nhích được, có những người sẽ nói atezolizumab là một cái miễn dịch rất là đắt tiền này, không được bảo hiểm chi trả, mà chỉ cải thiện được có 2 tháng. Tuy nhiên, theo quan điểm của thầy thuốc chúng tôi thì sự sống của bệnh nhân mặc dù kéo dài thêm được 1 ngày hay là 1 tuần hay 1 tháng thì đều là đáng quý, vì đây là người ta được thở sống thêm 1 ngày nữa trên cuộc đời này cùng với cha gia đình và con cái, thì đó cũng là một điều đáng quý. Và thực tế thì trong cái nghiên cứu ung thư thì chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn những cái thời điểm nhỏ thì chúng ta thấy những bước tiến ngắn, nhưng nếu lục lại cả một cái lịch sử phát triển của ngành ung thư thì chúng ta thấy từng bước nhỏ sẽ giúp ra một chặng đường lớn. Có nhiều bệnh như là ung thư phổi, ung thư vú chẳng hạn, thế từng cái nghiên cứu, từng cái phác đồ nó chỉ cải thiện được vài tháng, nhưng nếu nhìn cả chặng đường thì thậm chí chúng ta đã kéo dài hơn cho bệnh nhân, nhìn lại hơn cho bệnh nhân cả một chặng đường so với quá khứ trước đây. Như vậy thì tôi đánh giá đây cũng là một cái bước tiến lần đầu tiên trong nhiều năm người ta tìm thấy một cái phương án mà có thể giúp ích được cho bệnh nhân của nhóm này. Thế còn đây là khi mà người ta phân tích nghiên cứu dựa trên nhiều cái nhóm bệnh nhân chia nhỏ hơn thì người ta thấy sao? Với cái từng đặc điểm, ví dụ như tuổi này, bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân ít tuổi, bệnh nhân nữ, bệnh nhân nam, bệnh nhân có di căn não, bệnh nhân có di căn gan hay là các tạng khác, thì người ta thấy rằng
Điều đặc biệt là có một cái nhóm nhỏ chiếm khoảng 10%, đấy là bệnh nhân ung thư não, di căn não, thì lại không đạt được lợi ích so với hóa trị. Vì đây cũng là một cái điều tranh cãi ở cái nghiên cứu kết hợp miễn dịch với cả hóa trị. Và đây cũng là một điều lo ngại đối với thầy thuốc lâm sàng khi mà chúng ta đọc cái nghiên cứu này, là liệu bệnh nhân mà di căn não chúng ta có nên điều trị với một cái thuốc đắt đỏ mà nghiên cứu thì lại chưa đạt được hiệu quả. Tuy nhiên tôi cũng phải nói thêm là cái dân số ở nghiên cứu mà có di căn não nó rất là nhỏ, chỉ có 10%. Vì vậy chúng ta sẽ cần thêm những cái nghiên cứu dài hơn và với số lượng bệnh nhân lớn hơn để trả lời, hoặc là những cái nghiên cứu cụ thể trên nhóm bệnh nhân di căn não thì chúng ta sẽ có những cái câu trả lời về sau. Kết luận thì nghiên cứu Empower 133 cho thấy sự cải thiện sống còn toàn bộ có ý nghĩa cho những khi mà chúng ta điều trị đầu tay bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ. Việc thêm atezolizumab kết hợp với etoposide và carboplatin có cải thiện PFS và cải thiện OS cho nhóm bệnh nhân này. Nghiên cứu thứ hai mà tôi muốn đề cập đến đó là nghiên cứu Caspian. Đây cũng là một nghiên cứu so sánh giữa việc kết hợp hóa trị với một loại miễn dịch và thậm chí là kết hợp với hai loại miễn dịch. Thì nghiên cứu này được tuyển chọn với những bệnh nhân là ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn, chưa được điều trị bất kể liệu pháp nào với cái giai đoạn này, được đánh giá theo tiêu chuẩn RECIST, và nghiên cứu này đã thu tuyển được 805 bệnh nhân. Nghiên cứu sẽ chia nhóm bệnh nhân này thành 3 nhánh. Nhánh thứ nhất là chỉ điều trị hóa trị với nền tảng là etoposide kết hợp với platinum. Và điều đặc biệt của nghiên cứu này, người ta tuyển chọn cả những bệnh nhân có điều trị etoposide kết hợp với SIT hay là carboplatin thì đều được. Khác với nghiên cứu Empower 133, người ta chỉ điều trị cái nhóm bệnh nhân này với etoposide kết hợp với carboplatin. Nhóm thứ hai là nhóm duvalumab kết hợp với cả hóa trị EP. Nhóm cuối cùng là nhóm mà duvalumab kết hợp với tremelimumab cộng với cả EP. Thì cái nhóm mà kết hợp hai loại miễn dịch này, tức là đây là hai loại miễn dịch ức chế hai điểm kiểm soát khác nhau, một là điểm kiểm soát PD-L1 và một là điểm kiểm soát CTLA-4. Thế thì tiêu chí lựa chọn của nghiên cứu này thì người ta tuyển chọn cả những bệnh nhân có di căn não nhưng mà phải đã được kiểm soát triệu chứng ổn định hoặc là không có triệu chứng của thần kinh trung ương thì mới được tuyển chọn vào nghiên cứu. Thế và khi mà kết thúc cái việc mà kết hợp hóa chất cộng với cả miễn dịch thì những bệnh nhân mà ở trong nhánh có điều trị miễn dịch thì sẽ không có tia xạ não dự phòng. Thế còn ở những bệnh nhân mà chỉ có placebo kết hợp với lại hóa chất EP thì sẽ có thể kết hợp với xạ trị dự phòng não theo cái quyết định của bác sĩ điều trị. Tuy nhiên là nghiên cứu sẽ loại trừ hoàn toàn những bệnh nhân đã có hoặc là sẽ có chỉ định tia xạ tổn thương phổi trước khi mà chúng ta điều trị hóa trị kết hợp với miễn dịch hoặc hóa trị đơn thuần thì nghiên cứu đã loại. Đây là đặc điểm nghiên cứu cụ thể. Thì trong cái đặc điểm này tôi muốn nhấn mạnh là ngay cả trong nghiên cứu Caspian thì nhóm di căn não cũng chiếm khoảng 10%, giống như nghiên cứu Empower 33. Và kết quả của nghiên cứu thì sao? Đối với nhánh mà có kết hợp miễn dịch duvalumab kết hợp với EP thì việc phối hợp miễn dịch này tại thời điểm phân tích 3 năm chúng ta thấy là nó có khác biệt. Tại thời điểm phân tích 3 năm thì ở cái nhánh mà chúng ta kết hợp với miễn dịch thì còn 17.6% bệnh nhân là chưa có biến cố. Còn ở nhánh hóa trị thì chỉ có khoảng 6% bệnh nhân. Như vậy là tỷ lệ nó gấp 3 lần. Tức là nếu mà chúng ta sử dụng duvalumab kết hợp với hóa trị thì sau 3 năm chúng ta còn khoảng 100 bệnh nhân thì chúng ta còn khoảng 17 bệnh nhân. Trong khi nếu chúng ta điều trị hóa chất thì 100 bệnh nhân chúng ta chỉ còn có 6 bệnh nhân. Đó. Thế và cái trung vị OS thì cũng đạt được khoảng 12.9 tháng so với ở nhánh hóa trị là 10.5 tháng. Lộn lại cái chúng tôi vừa báo cáo về nghiên cứu Empower, chúng ta cũng thấy với cái nhánh điều trị với atezolizumab thì atezolizumab kết hợp với EP cũng chỉ khoảng 12 tháng và nhánh EP cũng khoảng 10 tháng. Như vậy thì hai cái miễn dịch này gần như là MOS đạt được là gần tương tự nhau. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào cái phân tích về từng đặc điểm đối tượng bệnh nhân thì chúng ta nhận thấy là đối với duvalumab kết hợp với EP thì tất cả các nhóm bệnh nhân dù không phân định là tuổi hay là giới hay là thể trạng hay là tình trạng di căn não thì đều có lợi ích nghiêng về phía duvalumab cộng với EP, khác với Empower 30
thì chúng ta IMPOWER 133 chúng ta thấy là cái nhóm di căn não nó không có lợi ích. Tuy nhiên là cả hai nghiên cứu thì cái tỷ lệ bệnh nhân di căn não nó chỉ đạt được là có 10% thôi, một cái con số rất là nhỏ trong tổng cái số lượng bệnh nhân lớn. Vì vậy chúng tôi vẫn hy vọng là kỳ vọng có những cái nghiên cứu sâu hơn, những nghiên cứu lớn hơn chuyên về bệnh nhân, chỉ có về đánh giá về nhóm bệnh nhân di căn não mà điều trị kết hợp với miễn dịch để chúng ta có những cái câu trả lời tốt hơn và chính data mạnh hơn về cái nhóm bệnh nhân này. Đây là phân tích về OS, khi mà người ta phân tích dựa trên các cái phân nhánh dưới nhóm về liên quan đến di căn não thì chúng ta thấy rằng ngay cả bệnh nhân mà không có di căn não, tức là toàn bộ dân số chung, thì cũng có lợi ích nghiêng về sống còn liên quan đến Duvalumab. Và ở cái nhóm mà di căn não thì Duvalumab cũng cải thiện sống còn hơn so với nhánh điều trị EP, và cái chỉ số heart ratio là khoảng 0.74 giữa 13.0 tháng và 10.5 tháng ở cái nhóm mà chỉ có di căn não, người ta phân tích riêng cho thấy là Duvalumab kết hợp với miễn dịch có hiệu quả trên ung thư phổi tế bào nhỏ không di căn não và ngay cả có di căn não. Đây là cái slide liên quan đến PFS, thì chúng ta thấy rằng tại thời điểm phân tích 2 năm thì có 11% bệnh nhân ở nhóm bệnh nhân kết hợp miễn dịch là chưa có tái phát, chưa có tiến triển bệnh. Thế còn ở nhóm hóa chất thì chỉ còn có 3% thôi. Thế còn lại là 97% bệnh nhân tại thời điểm 2 năm là đã kháng và tiến triển rồi. Đây là tỷ lệ đáp ứng, thì Duvalumab kết hợp EP không những làm kéo dài cái thời gian ổn định bệnh này, kéo dài thời gian sống còn toàn bộ, mà nó còn giúp cái đáp ứng, tức là giảm volume bệnh tật tốt hơn so với chúng ta chỉ dùng hóa trị đơn thuần, 68% so với là 58% về đáp ứng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng nói đến một cái mà các bác sĩ lâm sàng khi điều trị nội khoa rất là hay quan tâm, đó chính là ngoài cái việc hiệu quả, chúng ta phải quan tâm đến độc tính. Vậy thì chúng ta kết hợp thêm một cái ngoài hóa chất hai thuốc rồi, chúng ta kết hợp thêm miễn dịch nữa là thành ba thuốc, thì bệnh nhân có phải tăng cái tác dụng không mong muốn lên không? Thì chúng tôi xem các cái báo cáo hồ sơ an toàn của nghiên cứu Caspian thì thấy rằng là miễn dịch nếu mà các cái độc tính chung so với hóa trị thì nó cũng không làm gia tăng thêm các độc tính, mà chủ yếu các độc tính gia tăng ở đây là liên quan đến thuốc miễn dịch, các độc tính liên quan đến phản ứng miễn dịch. Thì hầu như là tất cả các cái thuốc về miễn dịch, không chỉ ở trong tế bào nhỏ hay mà còn ở trong các bệnh khác, thì khi chúng ta sử dụng các cái thuốc giải phóng cái ức chế chốt kiểm soát miễn dịch thì nó sẽ gây những cái bùng phát miễn dịch của cơ thể, và nó có gây những cái phản ứng bất lợi liên quan đến tăng cường cái phản ứng miễn dịch của cơ thể. Đấy, và tuy nhiên là trong các cái báo cáo thì người ta thấy rằng chỉ có khoảng 20% bệnh nhân là có ghi nhận các cái biến cố liên quan đến phản ứng miễn dịch, và ở cái mức độ nặng nó chỉ rơi dưới 5%, tức là rất ít bệnh nhân mà chúng ta có ghi nhận những cái phản ứng rất nặng từ độ 3 trở lên. Như vậy thì Duvalumab kết hợp với EP cũng là một cái lựa chọn phù hợp trên lâm sàng, giúp cho các bác sĩ sử dụng để mà kéo dài thêm thời gian sống còn toàn bộ cho bệnh nhân, cải thiện đáp ứng cho bệnh nhân, duy trì chất lượng sống cho bệnh nhân, và những cái báo cáo về an toàn là hoàn toàn có thể kiểm soát được. Cuối cùng thì đây là guideline của NCCN, người ta khuyến cáo điều trị đầu tay cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn thì có hai phác đồ được recommend, đó là Atezo và Duvalumab kết hợp với cả hóa trị Etoposide cộng với Platinum thì đều được khuyến cáo là Prefer 5 và Category 1 cho nhóm bệnh nhân này. Chỉ định của Duvalumab và EP và Atezolizumab kết hợp với Etoposide và Carboplatin thì đều đã được Bộ Y tế phê duyệt chỉ định cho điều trị bước 1 ung thư phổi tế bào nhỏ bệnh nhân người trưởng thành giai đoạn lan tràn. Kết luận, điều trị bước 1 bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp với hóa trị đã chứng minh cải thiện về đáp ứng, cả về đáp ứng và thời gian sống còn toàn bộ. Duvalumab thì còn cho thấy sự cải thiện nhất quán trong OS về tất cả các nhóm bệnh nhân, kể cả là di căn não. Kết hợp miễn dịch với hóa trị, ví dụ như là Duvalumab hoặc Atezolizumab thì đều không làm gia tăng các tác dụng không mong muốn từ độ 3 hay độ 4 so với hóa trị tiêu chuẩn. Phản ứng miễn dịch chiếm các cái tác dụng phụ liên quan đến phản ứng miễn dịch chỉ chiếm khoảng 20% và hoàn toàn có thể kiểm soát được trên lâm sàng. Vâng, và bài trình bày của tôi xin dừng ở đây. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của các quý đồng nghiệp và các quý vị.